Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta với phần mềm Illustrator cho các lớp thiết kế đồ họa. Thì bài hôm nay thì chúng ta sẽ học bằng cách là chúng ta làm sản phẩm và chúng ta ghi nhớ các bước của thầy vào. Thầy học như thế chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Chúng ta sẽ tạo một cái poster hoặc là một cái standee. Thì chúng ta chọn chế độ là print. Chế độ print là chế độ màu ảnh chuẩn để in ra sản phẩm. Đây chúng ta đặt vào là standee. Chúng ta gọi là standee nhé. Chúng ta có thể làm sau đó thì chúng ta sẽ khởi động nó. Chúng ta sẽ đặt cái sản phẩm của chúng ta bằng cách là chúng ta vào setup, chúng ta chọn document. Ở đây các bạn chọn cho thầy đơn vị sang cm, đơn vị sang cm nhé. Chúng ta đổi như thế. Ok rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái sản phẩm. Chúng ta vẽ hình chữ nhật cho thầy. Hình chữ nhật này thì chúng ta cho là 40 hoặc là chúng ta cho 80 cm, chắc đen nó rộng như thế, nhân với hơn 1 mét chắc là nó sẽ vào khoảng 60 cm. Đây là một cái chế độ standing. Chúng ta sẽ thiết kế trong cái vùng này. Còn cái vùng ở dưới này thì chúng ta kệ nó. Chúng ta cứ kệ nó thôi. Rồi. Ok, standing. Thì bây giờ thầy muốn là thiết kế một cái kiểu, tức là một cái thằng món ăn. Chúng ta sẽ hoặc là hoa quả gì đó chúng ta trình bày, hoặc là một cái loại sản phẩm nào đó mà chúng ta muốn dựng ở ngoài. Tem đây là gì thì bây giờ thầy chúng ta nhìn hình ảnh tem đi nhé. Tem đi chính là những cái mẫu này, có thể quảng cáo tòa nhà vân vân. Đây là tem đi nhé. Đấy, rất nhiều mẫu đúng không, chúng ta thiết kế rất nhiều mẫu. Để làm được cái đấy ở trên đây thì chúng ta sẽ chú ý cho thầy vào đây. Đấy, đầu tiên thì thầy sẽ sử dụng một cái polygon để làm màu cho nó. Polygon nhé. Polygon. Rồi chúng ta cho thầy một cái đường stroke. Stroke là các em phải nhấp cái nút stroke này lên. Bên trong là màu tô, chúng ta chọn stroke. Đấy. Sau đó chúng ta cho to lên, cho to lên cái khung của nó. Chốc của chúng ta có màu đỏ đây rồi. Bây giờ cái riêng cái này thì chúng ta cái này nha, các bạn khóa nó lại thì các bạn ấn cho thầy là Ctrl 2, phím Ctrl và số 2 thì cho nó khỏi di động. Đấy. Thế bây giờ cái này chúng ta cũng tăng chốc lên một chút nữa cho nó to. Rồi ta cho to lên, ta thu nhỏ lại cho thầy. Ok chưa? Đấy, ta cho nó màu viền vào đây nhé. Rồi ta sẽ để tạm để như thế này. Thì các bước chuẩn bị của chúng ta đó là các hình ảnh về thức ăn vân vân. Thế để thầy làm được cái việc đó như vậy, thầy muốn có một cái hình xoáy xung quanh này để tức là nhân bản ra được cái hình này, thì chúng ta vào effect, chúng ta chọn cho thầy là transform. Transform thì ở đây thầy cho mỗi cái là 30 độ, thầy cho một cái nút sang đây để nó tự động nó quay xung quanh.
để tự động nó quay xung quanh. Sau đó thì copy. Nó hơi nhiều quá, ta cho thưa đi. Ta cho góc nó lớn đi. Chúng ta nhìn thấy nó sẽ quay. Quay cho chúng ta. Cắt nó khớp. Chúng ta sẽ nhìn thấy là 360 mà chúng ta chia cho 66, chia cho 6, 60 độ. Thì chúng ta sẽ được một cái hình này. Và bây giờ ta thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại để chúng ta xếp cái hình quay đó lên đây. Đây là một cái mà tuyệt vời. Vì chúng ta sẽ làm như vậy thì nó sẽ rất là ổn, đúng không? Rồi chúng ta sẽ thấy là standing của chúng ta như này nhé. Bây giờ thầy sẽ tách chúng ra. Tách chúng ra để tạo thành các đường viền. Các bạn chú ý cho thầy nhé. Chúng ta vào object. Object. Các bạn chọn cho thầy nút có tên là extend appearance. Thì tất cả được tách đều ra. Được tách ra thì bây giờ chúng ta sẽ ăn group. Ok. Rồi, bây giờ một việc nữa là rất là khó. Đó là chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta chọn mỗi cái hình này. Chúng ta lại vào bẻ đi một lần nữa là extend một lần nữa để tách cái fill và stroke ra. Không có ta cho stroke vào thì nó sẽ cho ảnh vào nó sẽ mất. Để tách ra như thế nhé. Rồi thì các bạn nhìn thấy lúc này ta lại ăn group một lần nữa. Các bạn mà còn chậm thì các bạn sẽ theo dõi lại video. Bây giờ thầy lên hình ảnh vào. Thầy lên desktop. Thầy chọn những món ăn ngon. Đầu bếp cua viết. Được chưa? Rồi. Bây giờ thầy sẽ để cái lớp ảnh đó ở phía dưới. Phía dưới nhé. Bây giờ cái này ta tách được ra rồi. Ta tách được ra rồi. Thì bây giờ thầy mới nhấp nó ra đây. Đặt lên chấp. Đấy là cái phần bên trong. Còn cái ảnh này chúng ta có thể chọn là layout. Rồi chúng ta chọn embed. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cho cái này lên chấp. Là lên trước shift. Móc vuông mở, móc vuông đóng. Đây, hình này ta cho cái này xuống dưới nhé. Đây, bây giờ thầy kéo giãn cái này ra để cho nó căn chỉnh đều ở layout, không là nó sẽ chúng ta sẽ không nhìn thấy nó đâu. Chúng ta vào trong app box thành này, chọn cho nó to ra. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ làm này. Cái hình trắng cũng vậy. Chúng ta đặt lên trước. Bước tiếp theo chúng ta chọn hai hình này. Chúng ta chọn cho thầy cái make. Chọn hai hình cho thầy. Không thể chứa đựng more option. Để xem nhé. Cái này chúng ta sẽ làm cho một object. Một object thì các bạn sẽ xem lại từ đầu để làm lại chỗ này. Ta quay ta phá đi hết. Ta quay lại. Ta quay lại làm một đó chỗ dễ hơn. Rồi. Chỗ này thầy tách nó là ăn group đúng không? Rồi chỗ này chúng ta sẽ extend một cái thôi nhá, làm một cái một. Cái giải pháp của chúng ta làm quay như thế, chúng ta sẽ ăn cũng được.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ play hình ảnh lại. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái hình ảnh đó lên đây và đi xuống các bạn nhé, chú ý là đi xuống. Đấy. Rồi chọn cái giữa của cái này. Anh ạ. À. Alo. 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 Giờ các bạn sẽ lấy vào cái hình này, hình ở giữa này và các hình bên ngoài. Các bạn chọn cho thầy cái clip mask. Đấy, thì cái hình tôm này nó sẽ gọn ở bên trong. Các bạn muốn sửa thì các bạn lại vào đây. Các bạn chọn là edit content, các bạn sửa cho thầy cho khớp. Tức là ta muốn lấy nhiều hay ảnh ở trong, cái hình ở ngoài thì nó vẫn giữ nguyên, cái khung ngoài vẫn giữ nguyên. Chúng ta muốn cho nó cái con tôm này nó thể hiện kín ở đây và chọn này. Rồi bước tiếp theo là các bạn làm gì? Các bạn chọn hình này rồi, các bạn chọn cho thầy cái effect, các bạn chọn distort transform, rồi các bạn chia cho 60 độ, 60 độ đấy. Sau đó các bạn cho cái nút này ra đây, các bạn copy lên 6 tuần thì cho thầy. À, ta nhóm lại nào, ta nhóm lại lại nhé. Rồi bây giờ ta mới nhóm lại, Ctrl G để nhóm cái nội dung bên trong và cái viền bên ngoài. Sau đó thì chúng ta vào effect, chúng ta chọn transform, chúng ta chọn 6 đơn vị, à 6 đối tượng và đây là 6. Đấy. Rồi chúng ta sẽ cho nó quay là 60. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái hình như này. Đó. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ căn cứ vào đây, chúng ta sẽ làm gì? Một cái tele chúng ta cho tầm giữa của trang nhé. Đấy, tầm giữa này. Còn đối với cái hình này, chúng ta chọn này, chúng ta cho nó nhỏ một đây. Ở cái viền của cái tele. Viền tele. Cái này là để add bot rồi mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua này. Các bạn đừng lo lắng, tí tôi sẽ link các hình ảnh vào khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một đường cong. Nhà hàng. Ok. Rồi chúng ta cho một cái nhá, cái chóc cho nó ngon. Rồi chúng ta cho chóc của nó hình này, cái đường này nhá. Rồi chúng ta chọn chóc, chóc đó, chóc của chúng ta ra. Chúng ta cho nó cao lên, to lên. Rồi bây giờ ta lại đặt cân đối xuống, giữ an và shift. Shift tua đặt họ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho logo của nhà hàng lên đây. Trước tiên cho logo thì tôi sẽ link các hình ảnh vào cho các bạn nhìn thấy. Chúng ta mở Windows chọn link,
Link ở đây thì chúng ta nhìn thấy là tất cả. Chúng ta chưa phá ra, nên đó chỉ là một ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ phá tung cái này ra bằng cách các bạn chọn đây, các bạn chọn extend. Đấy, thì lúc này sẽ có link, trong link sẽ có 6 ảnh. Chúng ta chọn link nhá, 6 ảnh đã thay dần hình thái một. Với cái này các bạn chọn cho thầy ghi link để liên kết với ảnh khác. Đấy, ảnh hoa này. Rồi tiếp tục đấy, chúng ta chọn ghi link. Rồi chúng ta sẽ chọn tôm này. À, rồi đấy các bạn, nó xếp rồi, các bạn chỉ cần thay thôi. Đây là kỹ thuật ngon nhất chưa từng có. À, rồi các bạn sẽ chọn một cái món ăn khác. Hoa rồi đúng không? Rồi bây giờ ta lại lên trên mạng, ta lấy một vài ảnh ví dụ. Rồi bây giờ thầy lấy là hải sản. Chúng ta đào về. Chúng ta sẽ đào về để làm cái công cụ học. Rồi download về nha. Rồi chúng ta có rất nhiều món. Rồi chúng ta lưu vào, lưu ảnh dưới ra. Rồi lên desktop, rồi tạo web. Lưu món này. Rồi để nét xong chúng ta lưu món này. Rồi lưu ảnh dưới ra. Đấy, món này nữa chúng ta lưu vào. À, lúc lưu vào xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ ví dụ đến cái hình này. Còn chưa giống thì chúng ta lưu link, lưu link lại món đây. À, rồi tiếp tục món tiếp theo, các bạn quay vòng tròn như thế, rồi các bạn chọn món này. Không được thì chúng ta chọn cái link khác. Chúng ta chọn món. Rồi tiếp tục. Năm sáu món, hai món nữa giống nhau. Thì chúng ta lại ghi link ra một cái ảnh khác. Ví dụ là chúng ta chọn. À, cái này có thể là một cái ảnh cũng được lắm. Chúng ta cho cái này đi. Đấy, chúng ta tiếp tục chọn cái này. Đấy, chúng ta đã làm được cái món này rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm trang trí phần này. Bây giờ chúng ta sẽ đánh nhà hàng hải sản. Đây thầy cho logo. Rồi, các bạn cho vào đây cho thầy nhé. Để làm logo nó nổi bật, để làm logo nổi bật, chúng ta chọn cho thầy một cái phông, ví dụ thầy HS chẳng hạn, là một ví dụ một cái tên tắt, đúng không? Rồi chúng ta sẽ chọn một cái 3D để chúng ta có thể mạ một cái đồ ăn cho nó. Đấy, kỹ thuật này rất là khó, bởi vì là chỉ có làm thì chúng ta mới hiểu được vấn đề. Đấy, đây là một chữ logo. Rồi bây giờ các bạn chú ý nhé, các bạn chú ý nhìn phần này. Đó, thầy cho màu này. Sau đó bước tiếp theo, thầy vào effect, thầy chọn desktop, thầy chọn 3D, chọn extrude and bevel. Đó, ta quay hướng thế này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ map vào. Map vào, ta map, map sao vậy, ok nhé.
Rồi bây giờ các bạn nhìn thấy trên đây là chữ 3D. Đó, chữ 3D rồi. Đúng không các bạn? Rồi, ok nhé. Chữ 3D. Bây giờ thầy sẽ place một cái sản phẩm vào để thầy làm biểu tượng cho hải sản. Cho tôm vào đây. Để tôm đây. À, bây giờ cái này thì chúng ta sẽ cho tôm này vào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cho thầy tiếp tục là cái symbol. Thầy đặt cho tôm này vào này. Ok. Thầy tôm vào đây và thầy xóa ảnh này đi. Bây giờ quay trở về đây. Quay trở về đây thì chúng ta phải mở appearance đây. Appearance đây thì chúng ta nhấp vào issue lên thì chúng ta sẽ map add cho nó. Ôi rồi có 55 cái đúng không? 55 cái hơi lâu đấy. Ôi không sao, đã đi 55 cái ương luôn để cho nó đẹp. Ta gọi là mạ đấy. 555 cái map app vào. Đó, cho con này. Bởi vì là cách dạy của thầy là đặc biệt nhất, mà hiện nay là chưa ai làm những cái chuyện này cả. Người ta có thể làm thiết kế những cách khác. Thì các bạn nhìn thấy là thầy toàn làm một cách có tính chất là kế thừa và tự động. Chúng ta ví dụ như tạo cái này mà các bạn ngồi xếp thì các bạn biết xếp đến bao giờ đấy. Các bạn học cái này, các bạn thấy hay thì các bạn sẽ cố gắng là học theo tôi, và các bạn học được thì các bạn trở thành thiết kế giỏi thôi. Hai tám rồi, nửa rồi đúng không? Còn 15 cái nữa. Cầm mãi hết cái chữ. Giống như chúng ta làm 3D trong các phần mềm hoạt hình ấy, họ cũng phải đều mạ bề mặt cho nó. Thì ở đây cũng vậy. 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là nó đã mạ một cái con tôm vào đây. Con tôm 3D. Đấy. Rất là đẹp đúng không các bạn? Này. Bây giờ thầy muốn cho sâu thêm. Thầy chọn appearance vẫn thế. Cho nó sâu nhé. Đấy, thầy. Độ sâu của nó nhé. Sâu. Ôi sâu quá đúng không? Sâu quá. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó sâu 100. Sâu 100 đó. Rồi hải sản chúng ta sẽ nhìn thấy một cái logo rất là đẹp đúng không? Hải sản. Rồi chúng ta sẽ đánh là hải sản hương biển.
cung điện. Sau đó các bạn dùng công cụ chúng ta cho to lên. Tài sản hương điện. Rồi màu thì các bạn chọn nó màu vào đây. Các bạn sẽ rồi chúng ta cho một cái màu tương đối hòa đồng với đây. Hương điện đậm chất quê hương, đậm chất hương điện nha. Chúng ta đặt logo đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh cho cái này như này. Bây giờ các bạn sẽ đánh chữ chạy vòng như thế này. Thì bằng cách là các bạn chọn style, các bạn chọn chữ nhé. Các bạn style on path, các bạn đặt lên đây. Các bạn như là tài sản hương Việt, đậm chất tươi sống chẳng hạn. Tươi. Sau đó thì các bạn chọn thứ này, các bạn cho to phông lên. Bạn chọn này, đậm chất tươi sống. Ô nhưng mà cái đường thì nó sẽ bị mất. Trước khi ta làm thế thì thôi, cái này chúng ta coi như là vẫn làm đi để cho nó đẹp. Rồi các bạn có thể là đi phần trên này, các bạn có thể dưới hình ảnh này, các bạn cho hình ảnh một cách từ đây đến đây. Rồi các bạn có thể uốn cho cái phía dưới này có một cái màu nào đó. Chúng ta chọn đây nhé. Chúng ta tạo lên. Trên này thì chúng ta cho màu, cho một cái màu khác nó đối lập với những cái để nhấn mạnh. Nối vào. Để chúng ta nối vào đây. Nối vào đây. Đấy, và chúng ta cũng sẽ cho một màu đỏ. Cho nó xuống. Các bạn cho màu xuống. Bạn cho màu này cũng là màu này. Màu giống trên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh số điện thoại. Số điện thoại món ăn như thế. Mình trang trí nội dung này cho khách hàng đúng không? Đơn biển. Chúng ta sẽ ghi như sau. Các bạn có thể làm bạn có thể chọn nhà phục vụ cận đình chú đáo chẳng hạn. Các bạn cho to này đi. Từ từ đã nhé. Thì cái chữ này nó sẽ tương phản, chúng ta phải cho màu trắng để cho nổi bật nhé. Nhà hàng vui lòng. Nhà hàng phục vụ 24/24. Chúng ta đi biển, chúng ta phục vụ. Nhà hàng rất hân hạnh phục vụ. Được phục vụ quý khách. Khách du lịch. Như thế
đây. À, rồi chúng ta cũng có thể là để đây, các bạn có thể để đây. Sau đó thì chúng ta sẽ ghi thêm những các phần sau để chúng ta có thể ghi là để chọn con chữ 21 chọn con này. Tức là nhà là đây là bài, hôm nay là bài thầy làm nhanh, hôm sau thì dạy cách làm chữ nhà hàng có các nhà hàng phục vụ, nhà hàng đầy đủ. Từ tiện nghi phòng mục giá 800k trên một đêm. Đấy. Phòng có điều hòa cả. Đây là tiện nghi phòng rồi thôi. Tiếp theo này, phục vụ 3 bữa ăn trong ngày. Đấy. Thì cái này các bạn thu nhỏ lại so với kia. Cái này các bạn để nó bên đây. Cái này các bạn có thể nhấn mạnh bằng màu vàng cho nó đẹp, đúng không? À, ngày ở trong ngày này, dịch vụ lễ tân rồi chúng ta sẽ ghi thêm nhiều thứ khác. Em xuống đây à, các bạn có thể là xin vui lòng liên hệ. Số điện thoại các bạn có thể đánh 0984 06 0405. Nói chung là những cái phần này thì do chúng ta thêm thông tin thôi. Đấy. Rồi đây chúng ta định logo nhà hàng, cái hương biển của chúng ta đây. Chúng ta có thể cho nó không sâu lắm, cho nó 80, 80 cái độ sâu của bọc. Đấy. Này chúng ta cho màu vàng thì đây là thầy vừa dạy chúng ta cách thiết kế một standee, nó cũng là một style có rất nhiều kiểu. Hôm nay chúng ta học cái kiểu này trước, bữa sau thì thầy sẽ dạy cách chúng ta làm cái đặt giá bán thì ra sao phân bổ và tên nhé. Đấy. Bữa sau thì chúng ta sẽ làm một món ăn đẹp hơn nữa. Đấy. Đây là một cách để các bạn học giúp các bạn thành công trong sự nghiệp quảng cáo thông tin. Nếu các bạn ở trong cái khoa thông tin truyền khoa quản lý thư viện, chúng ta có thể học thêm cái phần mềm này để chúng ta có thể đi thiết kế. Đây, thân dân của này.